Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của VFTV. Chào mừng quý vị đến với giải bóng đá 1983 Cúp Ca Sèo mùa hải. Trận đấu được diễn ra trên sân bóng ven đê bạ Long Biên Hà Nội. Trận đấu có sự góp mặt của hai đội tuyển trong giải đấu, đó là đội tháng 4 1983 và đội tháng 2 1983. Các cầu thủ bên phía tháng 4 1983 ra sân trong trang phục trắng hồng, và các cầu thủ bên phía tháng 2 ra sân trong trang phục áo tím và quần tím. Điểm qua đội hình ra sân của hai đội cho quý vị khán giả có thể tiện theo dõi hơn, thì bên phía tháng 4 ra sân với đội hình số 6 Đức Thiện, số 7 Đức Trường, số 12 Thanh Trung, số 13 Trí Tuệ, số 25 Xuân Thịnh, số 83 Thanh Hiển và số 88 đó là Quang Huy. Bên phía các cầu thủ áo tím của chúng ta sẽ ra sân với đội hình bao gồm số 1 Văn Đức, số 3 Trung Chính, số 4 Mạnh Hà, số 10 Thanh Tùng, số 13 Trường Huy, số 16 đó là Anh Tuấn, số 21 Lê Hoàng, số 22 Hoàng Anh. Và như vậy là hồi còi của trận đấu đã được bắt đầu. Quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Pha phất bóng lên. Sẽ là một tình huống đá biên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Tương đối bình tĩnh. Không thể đón được đường chuyền vừa rồi tới từ người đồng đội bên phía Thắng Hải. Đó là vị trí của tiền đạo cắm bên phía các cầu thủ Thắng Hải. Chuyền đảo canh. Pha qua người rất hay. Đã
có một pha đỡ bước một, tuy nhiên thì pha đỡ bước một đó là chưa được tốt cho lắm. Cơ hội trôi qua dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Tử, người vừa có tình huống đột phá trong tình huống vừa rồi để mở ra cơ hội cho người đồng đội của mình, đó là số 25 Vũ Xuân Thịnh bên phía cầu thủ Thắng Tử 1983. Một tình huống đột biến và một cơ hội rõ rệt của các cầu thủ áo tím của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay, và đá biển cho bên phía Thắng Tử. Đó, đá biển cho bên phía Thắng Hải, và người đá biển sẽ là Mạnh Hà. Đây là vị trí của Trung Hiếu. Đã có một pha kéo người, một pha kéo người tương đối lộ sau một tình huống làm tường tốt tới từ tiền đạo mũi nhọn bên phía các cầu thủ Thắng Hải, thì đội trưởng của các cầu thủ Thắng Hải đã bị kéo người trong tình huống vừa rồi và đem lại được một quả đá phạt. Tiền đạo mũi nhọn bên phía các cầu thủ Thắng Hải mang trên mình số áo 22, đó là vị trí của Hoàng Anh. Đây là một tình huống đá phạt vô cùng nguy hiểm dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Không biết họ sẽ thực hiện một pha sút thẳng hay sẽ là phối hợp đá phạt đây, thì họ có rất nhiều lựa chọn ở cả hai bên. Như vậy là phối hợp đá phạt, cú sút không thành công. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía Thắng Hải. Mạnh Hà. Được chuyển dọc biên tương đối tốt. Liệu có thể có một pha căng ngang hay không? Đưa bóng vào không được rồi. Sẽ có một tình huống phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Người vừa ngăn chặn tình huống căng ngang vừa rồi đó là số 25 bên phía cầu thủ Thắng Tử, đó là vị trí của Xuân Thịnh. Đường chuyền dài vẫn chưa thắng được hàng thủ áo hồng của chúng ta. Hoàng Anh. Bóng ra biển. Rất bất ngờ. Như vậy là 1-0. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Hải 1983. Có lẽ đó là một pha phản lưới nhỉ. Mới chỉ là phút thi đấu thứ tư mà thôi, tỷ số của trận đấu đã được mở. Như vậy là bàn thắng dành cho vị trí của số 22 Hoàng Anh. Vẫn đang là Hoàng Anh. Hoàng Anh đang tìm góc sút. Cắt bóng thành công, phản công dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Đây là vị trí của Kiên Cụ Tẻ. Và phản công vừa rồi của các cầu thủ bên phía Thắng Tử đã bị chặn lại. Pha tranh chấp tốt đến từ vị trí của số 25 bên phía cầu thủ Thắng Tử. Trí Tuệ không thể có một đường chuyền thành công tới được vị trí của số 12, đó là Thành Trung. Vẫn đang là những pha bàn bật rất nhuần nhuyễn đến từ các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Thanh Tùng là đội trưởng của các cầu thủ bên phía Thắng Tử trong trận đấu ngày hôm nay. Đó, Thắng Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Anh vừa rồi đã đem lại được một pha đá phạt trước khi bàn thắng tới. Sẽ là đá biển dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Họ đã bị đưa vào thế rượt đuổi trong trận đấu ngày hôm nay từ rất sớm,
và họ sẽ phải kiên trì hơn rất nhiều. Như vậy là một đường truyền không hiểu ý tới từ những người đồng đội bên phía tháng tư của chúng ta. Người vừa có đường truyền đó là vị trí của số 7 bên phía các cầu thủ tháng tư, đó là Đức Trưởng. Phật bóng dài, phá bóng tương đối dứt khoát và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ bên phía tháng tư. Người thực hiện tình huống đá biên lần này sẽ là số 13 Lê Trí Tuệ. Đưa bóng vào. Những pha vẫn đang là những pha phối hợp để cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía tháng 2 mà thôi. Như vậy là tình huống qua đi và ném bóng lên dành cho cầu thủ bên phía tháng 2. Tiếp tục là một đường chuyền có ý đồ chuyền xuyên tuyến tới từ các cầu thủ bên phía tháng 2. Đỡ bóng tương đối hay. Không thể tung ra cú sút trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang là những cầu thủ bên phía tháng 2 của chúng ta. Họ đang có tỷ lệ kiểm soát bóng và tỷ lệ chuyền chính xác tương đối tốt. Sẽ có một quả đá biên dành cho các cầu thủ áo hồng. Thành Tùng mất bóng rất nguy hiểm tới từ vị trí của Thành Tùng. Đây là cơ hội được mở ra dành cho số 12. Cú sút hơi vội vàng một chút. Tiếp tục là cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ áo tím của chúng ta. Hơi chậm một chút rồi. Cơ hội qua đi trước cái trần của lần lượt, đó là vị trí của Thành Trung và Xuân Thịnh. Một tình huống mà Thành Tùng đã cú sút rất nguy hiểm. Người vừa tung ra cú sút nguy hiểm trong tình huống vừa rồi, đó là vị trí của cũng người cũng vừa bỏ lỡ, đó chính là vị trí của số 12 Bùi Thanh Trung. Các cầu thủ bên phía, đây là tình huống nguy hiểm, trọng tài cho rằng không có lỗi và tiếp tục bóng vẫn tiếp tục lăn. Tiếp tục là một đường truyền không hiểu ý nữa của các cầu thủ bên phía tháng tư. Có lẽ là họ chưa bắt được nhịp thi đấu của những người đồng đội của mình trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà đang có khá nhiều những đường truyền lỗi. Một tình huống hơi phiêu lưu một chút tới từ các cầu thủ áo hồng. Mất bóng và đây là các cầu thủ bên phía tháng tư. Đức Trưởng. Vẫn đang là Đức Trưởng đang tìm kiếm những người đồng đội của mình ở tuyến trên. Một pha khống chế không tốt và cơ hội tình huống lại tiếp tục trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía tháng tư. Họ đang chưa được mượt mà và chưa được chắt chiu những cơ hội của mình. Pha chuyền về. Đang có những đường chuyền hơi mạo hiểm tới từ các cầu thủ bên phía tháng tư trong ít phút, tháng 2 trong ít phút vừa rồi. Và quyền kiểm soát đang lần lượt luân phiên cho cả hai đội. Người thực hiện pha đá biên lần này sẽ là số 4 bên phía tháng 2. Đó là Mạnh Hà. Bóng tiếp tục trả về cho thủ môn. Có lẽ đó là thủ môn Văn Đức. Bóng vẫn còn trong sân. Nhả ra tuyến hai tương đối hay. Mạnh Hà làm gì đây? Cú sút ngay của Mạnh Hà. Một cú sút rất nguy hiểm. Một cú sút vô cùng có ý đồ. Tuy nhiên thì thủ thành bên phía cầu thủ tháng tư trong tình huống vừa rồi đã có một pha đổ người tốt. Phạt góc đưa bóng vào. Ah.
Một pha làm tốt nhiệm vụ của mình tới từ hàng thủ bên phía Thắng Hải. Đó là vị trí của Trung Hiếu. Đường chuyền hay. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Tạ Trường cú sút. Một cú sút kỹ thuật của Tạ Trường. Tuy nhiên thì cú sút của anh vẫn còn thiếu một chút chính xác nữa để đi vào khung thành của các cầu thủ bên phía Thắng Hải trong tình huống vừa rồi. Mạnh Hà. Cú quyết định là sút ngay tới từ vị trí của Mạnh Hà và lần này là góc gần. Tuy nhiên thì cú sút vừa rồi không đem lại sát thương quá nhiều. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Nguy hiểm quá. Một tình huống mà thủ thành bên phía các cầu thủ Thắng Hải đã bằng ra tốt, đã ra vào hợp lý để có thể ngăn chặn một tình huống, một bàn thắng tới từ vị trí của số 2 nhằm bên phía Thắng Tử, đó là Xuân Thịnh. Có thể sút bóng, tiếp tục là một cú sút, có lẽ đây là cú sút thứ tư từ đầu trận đấu tới giờ của các cầu thủ bên phía Thắng Hải, và trong đó đã có một bàn thắng và đó cũng là cú sút trúng đích, trong hai cú sút trúng đích của họ. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Một tình huống, một cơ hội rõ rệt để họ có thể có một bàn thắng gỡ hỏa trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Đứng trước bóng đang là vị trí của Tạ Trường. Cụ thể đó là số 7 bên phía cầu thủ Thắng Tử, Tạ Đức Trường. Có lẽ anh sẽ sử dụng cái chân phải của mình để đưa bóng, có lẽ là một pha sút thẳng hay là phối hợp đá phạt đây. Như vậy là tình huống trôi qua, cơ hội trôi qua dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Mất bóng nguy hiểm, không có gì. May thay thì tình huống bóng vừa rồi đã bị đẩy hơi dài. Tiếp tục là một pha khống chế bóng chưa được tốt tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Lần này là vị trí của Xuân Thịnh. Một chuyền hơi non. Vẫn chưa thể tận dụng được những cơ hội của mình. Lần này là tiếp tục là vị trí của Tạ Đức Trưởng. Vẫn đang là những tình huống mà hàng thủ bên phía Thắng Hải đang có một chút chệch nhịp và họ đang dần lộ ra những khe hở để bên phía các cầu thủ áo tím khai thác. Và vừa rồi là một trong những tình huống đó.
các cầu thủ bên phía tháng tư thì cần phải chắc chịu hơn những cơ hội mình có được nếu không muốn phải nhận đòn hồi mã thưởng. Và bây giờ cách biệt đang là một bản, nếu nó lên tỷ số là 2-0 thì sẽ khó khăn, sẽ gấp nhân đôi dành cho họ. Một đường chuyền đảo cánh tiếp tục đến với vị trí của Mạnh Hà và khống chế bóng chưa được tốt. Biển dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải có lẽ sẽ là một tình huống chuyển về, bóng vẫn đang ở phần sân các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Bóng trôi hết đường biên ngang và phạt bóng lên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Bóng hướng tới vị trí của Hoàng Anh, tuy nhiên thì pha đỡ bóng của Hoàng Anh ở trong một tư thế xoay lưng và đã bị tác động từ phía sau tới từ hàng thủ bên phía cầu thủ Thắng Tử. Trường Huy bóng tiếp tục trở về với Trường Huy. Trường Huy đang cần sự hỗ trợ của những người đồng đội của mình. Đường chuyền hơi mạnh, một đường chuyền hơi mạnh so với đà di chuyển của các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Rất hay, không thể đỡ bóng tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Hải trong tình huống vừa rồi. Đang có một cầu thủ bên phía
vậy là đã có những sự thay đổi người trong tình huống vừa rồi khi mà trận đấu phải dừng lại ít phút vì chấn thương của một cầu thủ bên phía Thắng Hải. Mỗi bên tung ra một sự thay đổi người. Và bên phía cầu thủ Thắng Tử, số 13 Lê Trí Tuệ ra sân, và vào sân đó là số 10 của họ Anh Tú. Các cầu thủ vậy là người thay cho người đã nhường vị trí cho số 10 bên phía. Một tình huống nguy hiểm. Quyết định là không chuyền bóng và thực hiện cú sút này tới từ cầu thủ bên phía Thắng Hải. Một tình huống nguy hiểm. Như vậy là người nhường vị trí cho số 10 bên phía cầu thủ Thắng Tử Anh Tú, đó là vị trí của số 12 Thanh Chủng chứ không phải là Trí Tuệ. Và các cầu thủ bên phía Thắng Hải đã có một sự thay đổi người cũng trong lúc đó, và người ra sân là số 10 đội trưởng Thanh Tùng và vào sân là số 19 Đức Đoàn. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Tiếp tục là một đường chuyền không tốt, một đường chuyền lỗi tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Phật bóng dài, lùi về phòng ngự tốt, đó là vị trí của Tạ Đức Trưởng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cú sút rất nguy hiểm. Bóng đã trúng cột, có lẽ đã là một tình huống bóng trúng cột tới từ cú sút của số 22. Đó là vị trí của Hoàng Ảnh, người đã thừa kế lại bằng tấm bằng đội trưởng sau khi vị trí của số 10 Thanh Tùng ra sân. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên là 2-0 dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Họ đang có một đội hình phòng, họ đang có một đội hình phản công tương đối tốt. Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía cầu thủ Thắng Tử. Tiếng còi đã cất lên và đó là tiếng còi để xem xét về chấn thương của một cầu thủ bên phía Thắng Hải. Vậy là tiếp tục có một tình huống thay đổi người tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử.
Và người ra sân lần này là số 13 Lê Trí Tuệ. Và vào sân đó là vị trí của số 9 của bên các cầu thủ tháng 4, đó là vị trí của Bùi Phạm Họa. Và phá bóng lên rất mạnh, nhưng bóng tới lưới được vị trí của người đồng đội bên phía tháng 4, không thể đột phá. Vừa rồi là tình huống phối hợp giữa số 10, đó là Anh Tú, và số 2 Nhằm Xuân Thịnh. Tuy nhiên thì cơ hội trôi qua, đây là Đức Trường rất hay. Vẫn chưa thể có một tình huống nguy hiểm hơn tới từ các cầu thủ bên phía tháng 4. Tuy nhiên thì họ đang có những tình huống cơ hội rõ rệt và nổi bật hơn khi sau khi vị trí của số 10 Anh Tú vào sân. Bóng hướng tới vị trí của Anh Tú. Như vậy là đá biên lên. Đá biên lên dành cho cầu thủ bên phía tháng 2 1983. Người thực hiện tình huống đá biên sẽ là vị trí của Mạnh Hà. Không, người thừa kế lại tấm bằng đội trưởng của vị trí Thanh Tùng không phải là Hoàng Anh, mà đó là số 13 Trường Huy. Bên phía cầu thủ tháng 2, đỡ bóng tốt. Trọng tài cho rằng không có lỗi và tiếp tục tình huống bóng. Một pha phòng ngự tốt của các cầu thủ bên phía tháng 4 trong tình huống vừa rồi. Sẽ là một tình huống đá biển. Một tình huống đá biển có lẽ là cuối cùng. Những tình huống cuối cùng của trận đấu, của hiệp một trận đấu ngày hôm nay. Xuân Thịnh. Phạm Hoàng. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía tháng 4. Quang Huy. Một tình huống nguy hiểm. Cú sút rất căng. Những cú sút rất căng của vị trí của số 22 bên phía cầu thủ tháng 2. Đó là Hoàng Anh. Đang có những cú sút đóng bằng chân trái rất tốt. Những cú nã lại bác bằng chân trái đầy uy lực. Chưa thể có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho cầu thủ bên phía tháng 2 trong tình huống vừa rồi. Một tình huống chơi rất đồng đội. Đây là một tình huống nguy hiểm, như vậy là 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía tháng 2 1983. Người ghi bàn tiếp tục là vị trí của Hoàng Anh. Đã là phút thi đấu thứ 30, phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Cú đúp của Hoàng Anh trong hiệp 1 trận đấu lần này. Sau khi tiếng còi của hiệp 1 kết thúc thì anh sẽ mở ra cơ hội để có được hat-trick trong hiệp 2. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc và tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía tháng 2. Hẹn gặp lại quý vị và khán giả vào hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. We'll be right back.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai của giải bóng đá 1983 Cup Casel mùa 2 giữa tháng 4 1983 và FC tháng 2 1983. Tháng 4 đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái của màn ảnh chúng ta. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về FC tháng 2. Người ghi được cú đúp trong đó là Đàm Hoàng Anh, số 22. Số 9 đã có bóng. Đường đảo cánh tốt. Một pha cao chân nguy hiểm. Có vẻ đây là một cự ly đá phạt khá là hợp lý dành cho các cầu thủ FC tháng 2. Đứng trước quả phạt đang là Đàm Hoàng Anh. Liên tục lên kiểu mẹ ông phải nghĩ nhiều cái ông nói là liệu đây là cú sút rất nguy hiểm. Về bật TV lên là bình luận ngồi xem ra bóng ấy theo ấy kìa kìa kìa. Đá biển dành cho cầu thủ bên phía tháng tư. Đây là vị trí của Bùi Hoàng. Một đường chuyền tương đối có ý đồ của số 9 bên phía cầu thủ tháng tư trong tình huống vừa rồi. Một tình huống phá bóng rất mạnh. Một tình huống phá bóng bóng đi hết đường biên ngang. Và bóng lên, phát bóng lên. Dành cho tháng tư bên phía 1983. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ bên phía tháng tư có một sự thay đổi người, đó là sự thay đổi người thứ ba của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Người ra sân là số 6 Nguyễn Đức Thiện và vào sân thay cho anh ta đó là số 3 Trịnh Văn Quý. Một tình huống bắt bóng chớ và sau đó là một pha ập vào. Tuy nhiên thì pha đá bồi trong tình huống vừa rồi chưa chính xác, một cú sút vẫn thiếu chính xác của vị trí Xuân Thịnh. Các cầu thủ bên phía tháng tư đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của họ. Họ không phải là không có những cơ hội, họ không phải là bị quá bị ép sân. Tuy nhiên thì họ đang chưa được chắt chịu những cơ hội của mình. Và như tôi đã nói thì cuối cùng đòn hồi mã thường cũng đã đến vào những phút cuối cùng của hiệp 1. Khó khăn đã nhân đôi dành cho cầu thủ áo tím của chúng ta. Lên bóng dành cho cầu thủ bên phía tháng hai. Đây là Tuấn Anh. Cú sút, một cú sút kỹ thuật của số 21 bên phía cầu thủ tháng hai. Đã có một pha kéo người, sẽ là một quả đá phạt trực tiếp với một góc sút gần với quả phạt trước đó. Cũng sẽ là một tình huống nguy hiểm dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Một cơ hội để họ có thể nâng tỷ số lên là 3-0. Và cũng là một cơ hội để Hoàng Anh có được cú hat-trick của mình. Không biết anh Hoàng Anh có thể ghi bàn trong tình huống lần này hay không. Đứng trước bóng đang là đội trưởng của các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Đó là số 13. Cú sút này rất nguy hiểm. Một cú sút sệt bằng má, bằng lòng trong của số 21 bên phía các cầu thủ Thắng Hải. Đó là vị trí của Lê Hoàng.
đường chuyền dài không đúng địa chỉ của các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Đây là cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Anh Tú, Tạ Xuân Trưởng, không, đó Tạ Đức Trưởng, Bùi Hoàng, Xuân Thịnh vẫn chưa có bàn thắng. Một pha xử lý tương đối bình tĩnh, một pha xử lý hay của các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Nhưng lần này thì chúng ta phải gửi những lời khen cho thủ thành Chu Văn Đức bên phía cầu thủ Thắng Hải khi anh đã có một pha đổ người góc gần, một pha phản xạ tốt trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Thắng Tử hay bao nhiêu thì Chu Văn Đức đã hay gấp đôi. Lê Hoàng, một đường chuyền dọc biên hay, căng ngang, bóng đúng vào vị trí của thủ thành bên phía Thắng Tử. Tạ Đức Trường, cú sút này lần này là một pha, tiếp tục là một pha đổ người hay của Chu Văn Đức. Đá phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Không, phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử. Một cú sút không chính xác. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu sau sự thay đổi người của các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Người ra sân đó là vị trí của bên phía Thắng Hải, và người ra sân là vị trí của Mạnh Hà, và vào sân thay cho Mạnh Hà đó là vị trí của Văn Chất. Một pha phá bóng tốt của đội trưởng bên phía Thắng Hải trong tình huống vừa rồi. Cú sút này, một cú sút từ rất xa của Tạ Đức Trưởng nhưng vẫn chưa có những sự sát thương nhất định. Các cầu thủ bên phía Thắng Tử vẫn chưa tận dụng được những cơ hội phải nói là từ rõ rệt đến không rõ rệt của mình. Văn Quý, người vào sân của hiệp hai. Anh Tú, pha đập nhả 1-2 tương đối hay, cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Cơ hội trôi qua, phản công Bùi Hoàng, Đức Trường đập nhả 1-2, vẫn đang là Bùi Hoàng, tiếp tục là Bùi Hoàng và Đức Trường, và đã có những đường chuyền lỗi tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Việt và thay số 16 Tuấn Anh nhé. Việt số 38. Phản công dành cho cầu thủ bên phía Thắng Hải. Không có lôi và tiếp tục là bóng lên. Lên bóng dành cho các cầu thủ áo tím của chúng ta, các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Quả người tốt tới từ Xuân Thịnh, chỉ qua được một người mà thôi. Một pha đỡ bóng chưa được tốt của Tuấn Anh.
Số 25 vừa vào mà. Quang Huy. Quang Huy vẫn đang là Quang Huy. Bóng đã được phá ra khỏi vòng cấm của các cầu thủ bên phía tháng tử. Đức Trường. Chạy bóng tốt. Xuân Thịnh, Văn Quý đã bị cắt bóng rồi. Đập nhà 1-2 tương đối hay. Quang Huy làm gì đây? Đã có một tình huống kéo người. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía tháng tư. Tạ Đức Trường. Tạ Đức Trường đang là số 7 bên phía các cầu thủ áo tím. Mất bóng rồi. Lại là một đường chuyền không thành công. Một đường chuyền lỗi tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Trong ít phút vừa rồi thì trận đấu của chúng ta đang hơi vụn một chút khi mà đang có những sự thay đổi người liên tiếp tới từ cả hai đội và những tình huống truyền sai địa chỉ cũng tới từ cả hai đội khiến trận đấu của chúng ta bị vụn đi khá nhiều so với hiệp 1. Tiếp tục là mất bóng tới từ các cầu thủ bên phía tháng tử. Một pha xử lý tương đối hay, đảo canh. Không thể khống chế bóng trong tình huống vừa rồi, tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Hải của chúng ta. Quang Huy. Quang Huy đang chờ những người đồng đội của mình di chuyển tới từ vị trí của Quang Huy. Đức Trường. Tiếp tục là mất bóng, liên tiếp là những tình huống mất bóng tới từ cả hai đội. Họ đang hơi bế tắc trong pha những lúc build up lên gần phần sân của đối phương. Vẫn chưa thể qua người. Số 21 bên phía Thắng Hải. Quang Huy.
cú sút này vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Đường chuyền đáy biên tương đối hay, mất bóng rồi. Đã có một tình huống cắt cỏi. Đang có một cầu thủ bên phía số 2 vừa bị đảo. Như vậy sẽ là một pha đá phạt trực tiếp. Cú sút, người vừa tung ra cú sút vừa rồi là người đang có cơ hội lập hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Đã là phút 50 của trận đấu ngày hôm nay và còn khoảng 10 phút thi đấu nữa thì trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc. Tỷ số hiện tại vẫn đang tạm thời là 2-0. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía Thắng Tử.
Như vậy là Hoàng Anh đang đeo trên mình tấm băng đội trưởng của cầu thủ bên phía Thắng Hải. Hoàng Anh đang quyết định đá thấp hơn để nhường chỗ cho những người đồng đội phương án B của mình vào sân để có được bầu không khí thi đấu trong một giải đấu quy tụ rất nhiều cầu thủ như giải đấu này. Hoàng Anh đã quyết định hy sinh cơ hội, có lẽ là anh đã quyết định hy sinh cơ hội lập hat-trick của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Quang Huy. Văn Quý. Chéo bóng vào. Hoàng Anh vẫn đang là những pha bàn bật để kéo giãn hàng phòng ngự tới từ cả hai đội mà thôi. Thì trong hiệp hai trận đấu lần này không có những tình huống thực sự nguy hiểm và cũng không có thứ gia vị cần thiết, đó là bàn thắng. Thanh Trung. Quang Huy. Cú sút ngay. Bóng tìm tới cái đầu của một cầu thủ bên phía Tháng Tư trong tình huống vừa rồi. Đó là vị trí của người mới vào sân, đó là số 1 bên phía các cầu thủ Tháng Tư, đó là Hoàng Minh Dũng. Tuy nhiên thì có lẽ là Hoàng Minh Dũng cũng giật mình trong tình huống vừa rồi và bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ bên phía Tháng Tư. Bóng chạm hàng rào. Họ chỉ có được một pha đá biên nữa mà thôi. Họ cần phải khẩn trương hơn nếu có được những, để nếu muốn có được những bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nếu không thì họ sẽ phải chịu trận với một trận đấu ra quân không thành công. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Tháng Tư trong tình huống vừa rồi, sẽ là quả đá phạt lên. Phạt lên dành cho cầu thủ bên phía Tháng Tư. Quang Huy.
Quang Huy. Bùi Hoàng. Tiếp tục là Quang Huy. Để vị trí của Vũ Cường. Trong điều lệ đang là 8 ấy. Sẽ có một thẻ vàng trong tình huống lần này. Người bị thẻ vàng đó là số 5 của các cầu thủ bên phía Thắng Hải. Như vậy đã là những phút thi đấu, giây phút cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay rồi. Có lẽ đây sẽ là những tình huống cuối cùng mà thôi. Cú sút này, một cú sút rất căng. Như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ trong trận đấu ngày hôm nay. Sẽ tiếp tục là một quả đá phạt trực tiếp, những tình cơ hội cuối cùng để họ có được những bàn thắng rút ngắn tỷ số và những bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay tới từ các cầu thủ bên phía Thắng Tử. Rất nguy hiểm, bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Đức. Có lẽ là sau tình huống này và thêm những tình huống tiếp theo nữa thôi thì sẽ là những tình huống cuối cùng rồi. Phạt bóng lên. Và phạt bóng không có ai để nhận bóng cả. Xem cái biển thì là mình một tí mình xếp vào chỗ nào.
Như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc và tỷ số là 2-0. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía thắng 2-1983. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào trận đấu lần sau trên kênh VFTV.